Mua nhà xảy ra vụ cháy tại Hàng Lược, Hà Nội có đặc điểm như thế nào? Thưa quý vị, khoảng 4 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 1, ngôi nhà ở số 4 phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô cao 3 tầng và tung thang, thiết kế kiểu ống với một mặt tiền, diện tích khoảng 20m² mỗi tầng. Tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở. Trong nhà có cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền. Tầng tung có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được qua nhà bên cạnh. Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, đến 5 giờ 7 phút, đám cháy được khống chế. Lính cứu hỏa tiếp cận, phát hiện 4 người tử vong do ngạt khói, gồm vợ chồng chủ nhà và hai cháu trai 7 và 10 tuổi. Một người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 là con gái chủ nhà.